Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với số tiếp theo của Nếm TV. Và trong cái hành trình này thì chúng ta sẽ tiếp tục tham quan một ngôi chùa tâm linh ở Măng Đen của Kon Tum, đó chính là chùa Khánh Lâm. Và ngay từ cái tên chùa Khánh Lâm thì mình sẽ chia sẻ luôn, đó là nó được ghép từ tên của hai ngôi chùa mà vị trụ trì đã từng xuất gia, và một ngôi chùa là do ông đã tu hành nhiều năm, đó chính là chùa Trung Khánh và chùa Phước Lâm. Trước mặt, ngay khi mà mới bước chân lên thì chúng ta sẽ thấy được một tượng Phật Di Lặc được tạo bằng đá, cao tới hơn 2 mét. Đấy là tính cả cái đài sen ở phía bên dưới. Sau khi mà thăm tượng Phật Di Lặc thì chúng ta sẽ tiếp tục trải qua hơn 200 bậc đá để lên với cả khuôn viên chính của chùa. Và chùa Khánh Lâm này được đặt trong một cái ngọn đồi rừng nguyên sinh luôn. Vì vậy là ở xung quanh đây còn rất rất nhiều cái loại cây mà cổ thụ. Xung quanh đây khi mà đi tham quan từ cái chỗ chùa, vị trí chùa Khánh Lâm mà vào thẳng sau cái con đường dẫn vào trong thác Bát Sĩ thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều cái khu bảo tồn dược liệu. Trước mặt của chúng ta đây cũng là một cái cây cổ thụ, và theo như mình thấy thì cây này tuổi đời cũng phải cả trăm năm, bởi vì nó đã bắt đầu là mục rồi. Mình không biết là về nhiều về cây đâu nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lên trên bậc đá này. Rêu phong đã phủ kín cái bậc đá bởi vì là trong này cái khí hậu nó ẩm ướt, mát mẻ, nên cái việc mà rêu xuất hiện ở trên bậc đá này nó là một cái điều đương nhiên. Mặc dù chưa trải qua hết cái con đường bậc đá nhưng chúng ta đã thấy được cổng tam quan của chùa Khánh Lâm đây rồi. Và mình sẽ đứng ở đây để cho mọi người thấy được những cái chi tiết ở chỗ cổng tam quan này. Cổng tam quan này được là xây dựng theo cái kiểu mái cong của đình chùa cổ Việt Nam, rất là thịnh ở bên phía ngoài miền Bắc. Hai bên là hai cái con nghê đá. Ồ, nghê này là bê tông cốt thép chứ không phải nghê đá đâu. Ở phía bên trong là hai tượng hộ pháp. Nhưng mà lần đầu tiên thì mình thấy một tượng hộ pháp mà trông rắn giỏi như này ấy. Bình thường thì các hộ pháp ở các chùa khác mình đi thì mặc quần áo, còn ở đây là trông như một võ sĩ đang luyện võ. Mình cũng không thấy tên, đề tên của các ngài ở đây, nhưng mà một cái kiểu điều khác rất là tỉ mỉ. Các bạn có thể thấy là những cái ngón chân rất là giống với cả chân người luôn ấy, bàn chân người luôn ấy. Rồi là bụng sáu múi rất là đẹp, các xô, các xiếc, các thứ, các múi đều rất là rõ. Và khi mà mình đứng ở đằng sau cái cổng tam quan mình nhìn thì cái con đường mà tiếp theo ấy, cái phần tiếp theo của cái con đường đá vừa nãy nó lọt thỏm ở trong chỗ nó lọt thỏm ở trong cái khung hình mà cổng tam quan rất đẹp. Hai bên là những cái hàng ghế đá dành cho du khách có thể là ngồi nghỉ, nếu như mà ai hơi mệt một chút thì sẽ ngồi đây, và hoàn toàn là các bạn sẽ không sợ bị nắng vì xung quanh đây rất nhiều cây. Hạng mục tiếp theo sau khi mà rời khỏi cổng tam quan thì chúng ta đang thấy tượng Phật Bà Quan Âm cao 17 mét. Thì không những là tượng Phật Bà Quan Âm đứng trên đài sen mà phía bên dưới còn một cái những cái bức phù điêu và cái khối ở bên dưới cái đài bên dưới là được thiết kế theo hình bát giác, tượng điêu khắc rất là đẹp, cao tới 17 mét. Hai bên là hai con rồng vàng. Cái con đường này ở hai bên, sau khi mà ở phía đằng sau tượng Phật Bà Quan Âm thì chúng ta đang thấy là một lầu chuông và một lầu trống. Và ở chính điện thì các bạn có thể thấy là chính điện được thiết kế với cái sự cách điệu kết hợp giữa nhà rông của Tây Nguyên, và cái mái cong thì lại là mái cong của đình chùa Việt Nam với 3 tầng luôn.
3 tầng mái, 1, 2, 3. Ui, cái hồ sen này đẹp lắm. Cái hồ sen này, bản thân của cái hồ sen nó đã giống một cái lá sen. Khi mà chúng ta nhìn từ trên cao xuống, nó rất là giống một cái lá sen. Và trong cái lá sen này nó lại đựng những cái bông hoa sen này. Một cái tác phẩm nghệ thuật rất là tinh túy. Giá như mà hai bên đều có một cái hồ sen như này thì đẹp biết mấy, đúng không? Nó sẽ tạo ra một cái cấu trúc bố cục nó tương xứng. Ui, dưới này nhiều cá lắm, rất là đẹp. Và cái mùa này thì may mắn cho mình là đúng cái mùa mà vẫn còn những cái bông sen. Nên nếu mà nào mà đi tới những cái mùa sau, những cái tháng sau thì chắc chắn là những cái sen đấy nó sẽ lụi hết. Nhắc tới sen thì làm cho mình nhớ tới chùa Phúc Kiến ở trong Đồng Tháp. Những cái lá sen nó rất là rộng, nó lớn như một cái chiếu luôn. Chúng ta có thể ngồi lên được khi mà có một cái miếng nhựa ở dưới để hỗ trợ. Rồi, tiếp theo là một dãy nhà Đông Lan và dãy nhà Tây Lan. Mình cũng không hiểu tại sao lại đặt tên là dãy nhà Đông Lan và Tây Lan nữa. Bởi vì là khi mà mình bay từ trên cao xuống, rồi là mình có sử dụng cái điện thoại để xem cái định hướng thì chùa đang quay ra hướng đông. Và hai cái nhà này thì là một cái là bên quay ra bắc, một cái quay ra nam. Nếu như vậy thì mình chỉ nên gọi là cánh phải cánh trái chứ nhỉ, sao lại Đông Lan và Tây Lan, rất là khó hiểu. Đông Lan và Tây Lan. Rất là đẹp. Vì là chùa xây dựng từ năm 2012 tới giờ nên bây giờ mới trải qua được có 6 năm. Những cái hạng mục ở đây nó còn rất là mới. Với một cái điều kiện khí hậu mà mát mẻ, ẩm thấp như này thì cái việc mà chùa giữ lại được cái vẻ mới như này cũng là xuất sắc. Hai con rồng. Bậc đá dẫn lên là hai con rồng và mỗi con thì đều ôm một con viên ngọc ở dưới. Mỗi cái kiến trúc ở đây đều được điêu khắc và tạc rất là tỉ mỉ. Ngay như là cái phần tháp này, nó cái tháp này nó hội tụ như nào nhỉ? Dưới là hình vuông này, trên lại là hình bát giác và là đài sen. Nói chung là nó kết hợp rất nhiều những cái đường nét khác nhau trong hội họa, mềm có, cứng có, và cả vòng tròn này cũng có luôn. Thì nó sẽ kết hợp cả các cái yếu tố trời và đất, đúng không? Đây là trời, trời là hình vuông, đất là hình... Ê, xin lỗi mọi người, trời là hình tròn và đất là hình vuông. Bên trên là hình bát giác mà chúng ta hay thấy ở trong Phật giáo, đài sen nữa. Trước cửa chính điện, trước khi mà dẫn vào chính điện thì chúng ta đang được thấy 18 vị La Hán. Và mỗi vị La Hán ở đây không có tên ở dưới. Nên rất là khó đối với những ai mà cho không hiểu về Phật giáo thì sẽ không biết được tên của các vị La Hán này. Giờ thì mình sẽ dẫn các bạn vào phía bên trong của điện chính. Trước khi mà cứ vào điện chính thì chúng ta đã thấy là những cái cánh cửa của điện chính này được tạc những cái vị thiên vương rất là dũng mãnh, đẹp. Những cái vị thiên vương này đứng ở trên những cái con linh vật, con thú này, rồi ở dưới cũng có cả những cái con linh vật như con nghê nữa. Đây là một cái điều mà mình thấy rất ít chùa được có những cái tượng gỗ. Những cái cánh cửa gỗ đây được tạc những vị thiên vương. Và sau khi mà bước qua cửa thì chúng ta đang thấy một cái bảo tháp 7 tầng. Và bảo tháp này được thiết kế theo hình bát giác.
mỗi cái tầng của nó đều có 8 bức tượng Phật, và cái mái cũng là cái mái cong giống như một cái những cái hành lang bảo tháp mà chúng ta đã thường thấy ở rất nhiều chùa khác. Phần vía bên đế bên dưới của tháp ấy thì chúng ta đã thấy là những cái con rồng, đầu tượng đầu rồng và tượng những cái con linh vật. Nói chung là để đánh giá về chùa Khánh Lâm thì mình thấy các chi tiết đều là được chạm khắc tỉ mỉ, từ cái việc là xây hoặc là những cái bảo vật ở bên trong này. Hai bên thì chúng ta sẽ thấy được hai tượng thần hộ pháp, hai vị thiên vương. Nếu để ý kỹ một chút thì các bạn sẽ thấy được rằng là sau mỗi bức tượng thần thì đều có những cái tia hào quang phát ra, được thiết kế bằng những cái ánh đèn LED. Thì đây cũng là một cái những cái điều đặc biệt mà mình thấy ở các chùa. Bên kia cũng có một vị thần hộ pháp nữa. Và đằng sau bảo tháp thì mình thấy chính diện của chúng ta đó chính là tượng Phật tổ. Hơi đáng tiếc một điều là đứng từ ngoài cửa vào chúng ta lại không thể nhìn thấy được tượng Phật tổ. Đấy là một cái điều rất là mình thấy là nó hơi lỗi trong cái phần thiết kế, bởi vì là như thế thì chúng ta khó có thể thấy từ tượng Phật từ bên ngoài. Nhưng mà dù sao thì cái bảo tháp này nó cũng là một cái điều rất là đặc biệt so với những chùa khác, bởi vì nó được tạc hoàn gỗ, bằng gỗ hoàn toàn. Hai bên là tượng Phật mất điện luôn. Bên tay phải này thì chúng ta đang thấy tượng Phật Bà Quan Âm. Tượng Phật Bà này thì mình cũng không biết, nhưng mà trong các bộ phim về Phật giáo thì mình cũng đã thấy hình ảnh nói chung là bên tay trái là bây giờ chúng ta sẽ sang bên trái đi. Bên trái của Phật tổ là chính là Địa Tạng Vương. Địa Tạng Vương này có một bộ trang phục rất là giống với cả nhân vật Đường Tăng ở trong phim Tây Du Ký. Về tổng quan thì các bức tượng ở trong này đều sơn khác hẳn với những cái chùa khác mà mình đã từng đi, đó là được sơn rất nhiều cái màu sơn. Ví dụ như là thay vì những cái ngôi chùa khác thì đài sen ở phía bên dưới chỉ làm bằng đá hoặc bằng đồng, thì ở đây là được vẽ và sơn, và tất cả những bức tượng ở đây thì đều là bức tượng bằng bê tông cốt thép, đúng không? Rất là một đặc biệt là cái chỗ cổng tam quan đấy, hai cái vị hộ pháp ngoài đấy thì mình lúc đầu mình cứ tưởng là đồng, nhưng hóa ra là đấy là làm bằng nhựa luôn nhé các bạn nhé. Chùa Khánh Lâm có rất nhiều cái đặc biệt khác so với các chùa khác. Và cái phần vòm chính vì là được thiết kế bởi ba tầng mái nên nó rất là cao, tạo nên một cái không gian rộng rãi. Rồi, chúng ta tiếp tục di chuyển sang bên ngoài xem ngoài viện có những cái gì nhỉ? Viên ở đằng sau của chính điện được trồng rất nhiều cái cây quý, nhưng mà do là công trình này vẫn còn đang trong thời gian là hoàn thiện nên mình không có cái gì để quay cho các bạn xem. Và phía đằng sau này cũng chính là nơi mà các chư tăng ở. Ok, vậy là chùa Khánh Lâm cũng chỉ có những cái hạng mục như là cổng tam quan này,
rồi tháp chuông, tháp trống, tượng Phật Bà Quan Âm, rồi nhà Đông Lan và nhà Tây Lan và chính điện. Đó là những cái thứ, những điều mà mình đã nói cho các bạn ở trong video. Một không gian rất là thích. Và mình tin rằng là khi nếu như mà các bạn tới với cả chùa Khánh Lâm vào buổi sáng ấy, thì cái ánh sáng khi mà mặt trời nó mọc từ cái phía đông này thẳng trước luôn chính điện luôn, thì nó sẽ tạo ra một cái khung cảnh rất là đẹp. Khung cảnh Phật giáo giữa một cái rừng nguyên sinh như thế này. Mình đi rất nhiều chùa ở Việt Nam và mỗi ngôi chùa đều mang cho mình một cái cảm giác khác nhau. Tựu chung lại thì nó rất là yên tĩnh. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi đi video, và còn yêu cầu review một ngôi chùa nào đó tại Việt Nam thì hãy để lại trong phần comment. Và nhớ là đừng quên ủng hộ nếm bằng cách là nhấn like, nhấn share, nhấn theo dõi để nhận thêm được những video mới nhất của nếm nhé. Bye bye mọi người, mình là Tùng Nếm và đây chính là chùa Khánh Lâm ở Con Tum.